đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang vừa khảo sát, kiểm tra, đánh giá trường tiểu học B An Phú, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đoàn khảo sát đánh giá kết quả thực hiện 5 tiêu chuẩn và 27 tiêu chí theo thông tư số 17 về tổ chức và quản lý nhà trường, cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên cho học sinh, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tiêu chuẩn về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục, kiểm tra hồ sơ minh chứng công tác văn thư lưu trữ. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch thu thập, xử lý minh chứng, qua đó thống nhất đề nghị công nhận trường tiểu học B An Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến nay, huyện Chợ Mới đã thực hiện 31 dự án hỗ trợ cho 447 gia đình với tổng số tiền 11 tỷ đồng. Riêng năm 2024, tính từ đầu năm đến nay, huyện Chợ Mới đã thực hiện 13 dự án với mô hình nuôi bò thịt và 2 mô hình chằm nón lá, đan đác, hỗ trợ nguồn vốn cho 186 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Mức hỗ trợ bình quân đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là 25 triệu đồng trên một hộ. Hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng là 20 triệu đồng một hộ. Thời gian tới, huyện Chợ Mới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về các cơ hội phát triển kinh tế từ việc đa dạng hóa sinh kế, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật để người dân có thể áp dụng hiệu quả các mô hình sinh kế mới. Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ đó, giúp người dân an tâm đầu tư vào các mô hình sinh kế đạt được hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị, Mỹ Quý, một trong những phường nội ô của thành phố Long Xuyên, được tách ra từ phường Mỹ Phước năm 1999. Trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, mặc dù còn nhiều khó khăn với xuất phát điểm thấp, nhưng phường Mỹ Quý đã và đang vươn mình mạnh mẽ, phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương. Nhìn lại chặng đường 25 năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Mỹ Quý đã chung sức đồng lòng đưa địa phương phát triển đi lên, nhanh, bền vững và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bình quân của phường mỗi năm đạt trên 15%, doanh thu thương mại dịch vụ trên 30%, giá trị sản xuất ước đạt trên 689,89 tỷ đồng một năm, thu ngân sách ước đạt trên 9 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với năm 1999. Nhiều công trình dự án được triển khai đầu tư, nhất là hình thành cụm công nghiệp Mỹ Quý, khu đô thị Tây Sông Hậu, bến xe khách Long Xuyên. Cùng với đó là việc đầu tư mở rộng và kết nối giao thông cũng được quan tâm đầu tư, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị. Trong 25 năm qua, Mỹ Quý có 26 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, với tổng mức kinh phí đầu tư là 100 tỷ đồng. Trong đó đã huy động từ nguồn nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quê hương mình cầu đường rồi kia nó bị gì, nó cũng đi lại cũng khó khăn á. Còn cầu thì cầu tre, cầu gập ghềnh vậy đó. Lý do đường xá lúc đó là cũng khó khăn lắm. Thành ra tôi mới nảy ra một cái ý nghĩ là như vậy đó, để thực hiện cho nó cầu đường cho nó được tốt đẹp. Bên cạnh quan tâm phát triển kinh tế, xã hội, phường Mỹ Quý còn là địa phương thực hiện tốt nhiều mô hình về an sinh xã hội, nhà ở xã hội để chăm lo và nâng cao đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đối tượng yếu thế với 165 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, đồng đội được xây dựng. Trong đó, một khu dân cư đại đoàn kết và một khu nhà ở công vụ, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần quan trọng giúp địa phương không còn hộ nghèo vào năm 2018. Mạng lưới trường lớp đã phủ khắp với 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nhiều thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, hệ thống y tế được quan tâm đầu tư đạt chuẩn, năng lực khám chữa bệnh được nâng cao. Qua cái sự động viên và gợi ý của lãnh đạo đảng ủy phường, thì công ty lập luôn một cái quỹ từ thiện để dành cho sự bảo trợ xã hội hàng tháng dành cho phường Mỹ Quý. Với cái quan điểm của lãnh đạo công ty là cho đi là còn mãi, lá lành đùm lá rách, thì ngoài những cái sự bảo trợ hàng tháng đó thì vẫn luôn chung tay với ủy ban phường Mỹ Quý là về xây dựng nhà đại đoàn kết và trao cái hỗ trợ tiếp bước đến trường cho học sinh khó khăn vào dịp đầu năm. Qua theo dõi cái sự hình thành phát triển từ 25 năm qua và những cái năm mà gần đây,
Thì là một người dân sống ở cái địa bàn dân cư của phường Mỹ Quý thì tôi cảm thấy là tự hào cũng như cái phấn khởi. Tự hào là một người dân sinh sống ở phường được cái đảm bảo an ninh, đời sống ổn định. Cái thứ hai là tự hào là những cái thành tựu mà ở phường cũng như đảng bộ phường đã thực hiện được. Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, tạo sự hài lòng cho người dân. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID, cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt. Công tác quốc phòng an ninh luôn được giữ vững ổn định, tạo niềm tin trong nhân dân và là tiền đề, động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Trong cái thời gian tới thì đảng ủy sẽ tập trung và thực hiện các một số cái nhiệm vụ về kinh tế thì là tiếp tục là thực hiện chỉnh trang đô thị, tổ chức quản lý đất công, rồi là tăng thu ngân sách, tạo điều kiện để cho các cái cơ sở doanh nghiệp để đầu tư vào kinh doanh mua bán trên địa bàn. Về an sinh xã hội thì tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho các hộ gia đình có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, rồi là tổ chức để là tạo việc làm, rồi giải quyết việc làm cho bà con là có cái thu nhập để vươn lên ổn định trong cuộc sống. Phấn khởi, tự hào trước những kết quả đạt được qua chặng đường 25 năm thành lập, cán bộ đảng viên và nhân dân phường Mỹ Quý luôn đặt trọn niềm tin vào công tác lãnh đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Niềm tin đó chính là cơ sở để khơi dậy sức mạnh tổng hợp, toàn đảng, toàn quân, toàn dân, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng và phát triển phường Mỹ Quý ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.